Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Hôm nay thì mình có thấy một con map có tên là Sứ mệnh FBI, phiên bản đã sửa lỗi bạn ạ, của bạn có tên là Cậu Bốn Mắt, ID là 8200-7607. Đó, thì mình cũng đã khá là tò mò không biết là map này chơi như nào. Thế ảnh bìa có vẻ khá là hay ho các bạn ạ. Tức là chúng ta sẽ trong vai một cậu hạ sĩ. À, cậu là hạ sĩ, cậu phải đi chiến đấu và giải mã, ok. Vậy là đây là một con map giải mã các bạn ạ. Khá là lâu rồi mình không chơi cái giải mã theo kiểu đó là nhập vai vào một nhân vật nào đấy. Ok, thì hôm nay mình sẽ đóng vai đó là một đặc vụ FBI. Nếu mình nhớ không nhầm thì FBI là đặc vụ, còn CIA mới là mật vụ các bạn ạ. Mật vụ và đặc vụ là khác nhau nhá. Anh em mà nên phân tích cái này hai cái khác nhau đấy các bạn ạ. Bạn nào mà muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn thì có thể tra Google nhá. Đặc vụ và mật vụ thì mình nhớ không nhầm là FBI là đặc vụ các bạn ạ. Rồi, thì hôm nay mình sẽ thử thách đó là một ngày làm FBI để coi xem cái sứ mệnh FBI trong map này nó sẽ như nào các bạn nhá. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn ký vào chuông đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nha. Uầy, hình như là mình vừa từ trên máy bay đi xuống đây các bạn ạ. Thì đọc qua một vài thông tin map xem nào. À, thông tin map, map tên là Sứ mệnh FBI 0.1, tên chủ map là Cậu Bốn Mắt, ID là 8200-7607. Cảnh báo 10 cộng, à, tức là map này phải trên 10 tuổi mới được chơi. Đấy, bạn nào mà dưới 10 tuổi thì đừng chơi nhá. Kịch bản, có cả kịch bản của nghe có vẻ căng đấy. Kịch bản, cậu là một trong những người được chọn để đi chiến đấu. Cậu là hạ sĩ và cậu phải hoàn thành sứ mệnh này. Người xây phụ thôi bỏ qua đi. Rồi, chủ đề tư duy chiến đấu. Ok ok, mắc là chúng ta vừa phải tư duy vừa phải chiến đấu cái gì ấy. Ủa, từ từ đã, để mình bỏ nhân vật Cindy đi đã. Đây, chơi mấy mắc kiểu này chúng ta không nên xài Cindy các bạn ạ. À, rồi bây giờ là phải gì đây? Hãy quyết định đúng đắn. Ok ok, hãy quyết định đúng đắn vũ khí để bạn có thể sống sót và chiến đấu. Ok ok ok, ở đây chúng ta có những vũ khí gì ta? Uầy, mặc giáp các kiểu này. À, đây. À, có lý do các bạn ạ. Ok, map này có vẻ hay ho nhỉ. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2099. Ok ok, 2099 các bạn ạ. Tôi là Thượng úy Jin. Thượng úy Win á. Tôi tưởng ở trong Conan là ghi là mafia mà. Ok ok, bây giờ trong này là ghi là thượng úy các bạn. Ok rồi, gửi đến các hạ sĩ các cậu, từ năm 1900 đã có thế chiến thứ hai. Ủa, tôi nhớ là 1900 là thế chiến thứ nhất mà, 1920 mấy mới là thế chiến thứ hai cơ. Hình như là đây là một cái vũ trụ khác, một cái thế giới khác các bạn ạ. Ôi, còn virus Cortana. Ok ok, chắc là đây là một cái thế giới khác, không phải thế giới là người rồi. Ok, đây là ngày, đây là 2099 mà. Tự nhiên là ghi từ mafia thành thượng úy. Ok, xong rồi năm 1900 có thế chiến thứ hai. Ok ok, rồi. Nói chung là cái map này chắc là ở bên vũ trụ khác. Rồi, đọc tiếp rồi nào. Và con người các nước phải giết nhau, nhưng bây giờ thế giới đang gặp nguy hiểm với một con virus tên là Cortana. Ok, virus Cortana các bạn nhá, không phải Corona đâu. Làm con người biến thành những xác sống. Liên quan nhỉ? Ok, làm những xác sống cơ, nghe hơi vô lý, mất ý thức. Các hạ sĩ các cậu phải chiến đấu với virus ấy. Nhớ trang bị giáp kín vũ khí vì virus có thể bị lây qua từ không khí. Hãy bảo trọng Thượng úy Jin. Ok ok. Trang 2 trống trơn luôn. Trang 3 lại có chữ. Ok ok. Nhiệm vụ là chiến đấu với những xác sống này, tìm ra kẻ chủ mưu của đại dịch này. Ok, hãy suy nghĩ thật logic để thoát khỏi những cạm bẫy. Ok ok ok, rồi. Mặc giáp vào đúng không? Bây giờ cần phải chọn súng à? Chúng ta phải chọn súng cả nè. Ở đây có MP40 Dragon, nghe tên VIP nhờ. Súng tiểu liên nhưng bắn chậm thôi, tôi bỏ qua đi, bắn chậm là bỏ các bạn ơi. Đồ cấm à? Súng phóng lựu, nghe ghê thế. Pháo lửa, ôi có pháo lửa nghe có vẻ căng này. Súng tỉa. Ok ok, súng tỉa các bạn ạ. Đây là nòng tên lửa, súng tỉa mini, súng lục. Để coi em nào, mình nghe thấy cái pháo lửa này có vẻ ghê này nhở. Pháo lửa trông có vẻ hợp lý đấy, hay là tôi chúng ta chọn pháo lửa ta. Pháo lửa này, xong rồi lại MP40 Dragon. Để coi em nào. Ui, từ ê, IQ vô cực các bạn ơi. Ôi dồi ôi, thật chết rồi. Đang định dùng IQ vô cực thôi các bạn ạ. Đang định dùng IQ vô cực đó là lấy súng xong rồi chạy ra ngoài thôi các bạn ơi. Thực ra bây giờ ấy, chúng ta muốn về ấy, chỉ cần bấm quyển dịch chuyển là xong, nhưng mà thôi
Ui, súng bắn yếu thế. Ơ, cái map này, cái súng này còn tốn đạn đâu. Ủa, ờ, cung, ủa, cái súng này đâu có tốn đạn à? Không trên không này, ôi, cần gì đạn đâu ta, thấy cái đạn để làm gì nhỉ? Ờ, hơi thừa đạn các bạn này. Chắc là chúng ta cũng chả cần đạn đâu các bạn ơi, nè. Này, cầm thế này thôi, đạn vô cực mà, ok, rồi. Map này không cần đạn các bạn ơi, để coi nào. Ủa, virus Cortana đâu rồi? Hello. Ui, chúng mày bắn quá, chúng mày bắn, được rồi, ui, sát sống, ui, chê, ui, ghê thích nhở. Ôi, từ nào, mình thấy có cái đường bắc cua lên trên này đúng không ta? Mình thấy có đường bắc cua lên trên này, anh em bình tĩnh nhá. Đấy, virus Cortana, các kiểu con đàn điểu. Sợ, thật sự map này chơi có vẻ cuốn đấy chứ, để coi em nào, để mình đi lên trên này em nào, thấy có đường lên trên này. Phải map này phải suy luận logic cận đây là map giải mã, không phải map đối chiến đâu, ui, lag. Cái này là map giải mã nhá, cho nên chúng ta hạn chế đánh nhau. Ơ, ở đây có đường nữa này, để lên thử trên này đã xem như nào đã các bạn ạ. Đây có đường ở đây, đi ra ngoài này, không biết đi đâu đây các bạn ơi. Đây là map giải mã, chúng ta phải suy luận, không phải cứ đánh nhau bừa đâu nhá. Ui dồi ôi, map giải mã nhưng mà kết hợp bắc cua các bạn ạ. Map này hình như để trọng lực 0.7 hay 0.6 ấy, nhảy khá là mượt các bạn ạ. Gì đây, có đường dương ở đây. À, ui, thư à, đọc thư thế nào, để mình đọc thư thử xem nào các bạn ơi. À, đọc thư. Leo lên khúc núi đống cọc, nơi mà sự giải thoát sẽ cho các ngươi qua chỗ này. Núi đống cọc á? Núi đống cọc chứ sao đống cọc nhỉ? Phải đống cọc chứ sao đống cọc, nghe là hơi không được ok lắm. Đó là núi đống cọc. À, đây này. Chắc là cái này này qua mình leo lên cái đống cọc này. Rồi ok, nó là đống cái cọc vào cái núi. Chứ ai đống cọc nghe là mình cứ bị hoang mang cả đã. Rồi ok, để mình rơi xuống đó. Ăn gà kiểu mình quên mất là mắt này cho gà mà ta. Rồi, đây, leo lên cái núi này đúng không? Chắc là leo lên đây các bạn ạ. Đấy là mình đoán thế thôi. Ủa, ăn gà mà không quen nhở. Mắt này ăn gà còn trọng lực 0.7 nữa, thành ra mình cũng không quen. Bình thường mình bắt cua ấy, mình chả bao giờ ăn gà đâu. Thành ra kiểu chạy nhanh quá nó không quen. Ui dồi ôi, may quá, vẫn không bị rơi. Ui, ơ, chặn đầu à? Chết rồi, rồi sao lên rồi? Ôi chết dở. À ơ đây, ở đây có cái ở đây có các tinh thể lưu hình này. Ủa biết thế, lên đây cho nhanh các bạn ạ. View, ôi dồi, làm mất công nãy giờ ngồi leo như thật luôn. Ok, ăn gà và cảm giác là không được quen lắm các bạn ạ. Gì đây, lava này. Hey, nhảy qua. Gì đây. Ủa có thấy gì đâu? À, lên trên à? Ui, à, có dương các bạn ơi. Map này có vẻ quấn phết đấy nhở. Đọc thử em nào. Ủa lại thư chú à? Chỗ nguy hiểm là chỗ giải thoát khỏi hang động và tìm sự thật. Gợi ý sắp xếp từ lava còn gì nữa. Trời ơi, nóng núi lửa bốc khói, dung dịch chảy ra là lava. À, tức là nhảy xuống lava đúng không? Rồi ok, khổ. Rồi tôi chơi giải mã quá nhiều rồi, cho nên là mấy cái này mình cũng biết cận ạ. À, nhảy xuống lava đúng không? Ăn miếng mì săn á. Ok, biết ngay mà. Hey, gì đây? Mê cung à? Ôi, dưới này có mê cung à các bạn ơi? Tôi đã cầm súng á, cái gì? Ôi, lưu điểm hồi sinh. Được đấy, mắt này chích gờ các kiểu hay đấy. Các ngươi hãy suy nghĩ và suy luận để xem ai là kẻ chủ mưu và lý do tên đó phải ra lý do tên đó phải tạo ra con ác quỷ đó. Nghe nó kiểu chiết học mắt lên đi nhở. Trông tự nhiên virus corona Cortana. Tự nhiên có virus Cortana ở dưới cận ạ. Hết hồn luôn trồn. À từ nào. Ui, dưới này có vẻ nhiều quái đấy nhở. Từ nhưng mà đây là map giải mã. Chúng ta sẽ hạn chế đánh nhau các bạn ạ. Chỉ đánh nhau khi thực sự cần thiết thôi. Phải dùng suy nghĩ, phải suy luận các bạn ơi. Phải suy luận logic. Đây là map giải mã, không phải map đánh nhau. Ok. Ờ gì đấy. Lưu điểm ok. Lại bức thư lắm thư thế nhở. Leo lên núi có dương và sự thật sẽ dần sáng tỏ. Đâu, có thấy đâu. Ở đây. Đây. Mình thấy có cái cát tinh thể lưu hình này đúng không ta? Đúng rồi các bạn ơi. Mình thấy có cát tinh thể lưu hình. Đây có thằng đấy, ở đây có Van nhấp vào để nói chuyện rồi. Từ từ đã. Để mình giải cứu Van đã các bạn ơi. Giải cứu giày Van nữa. Thực ra giày Van có thêm chữ SC cơ. Mày nhận. Sát súng chạy kinh thế. Ok, để tiếp cận Van đã. Từ nào, úi, bình tĩnh nào. Virus Cortana này. Đây là chắc là đàn anh của Corona rồi, khiếp thật.
virus năm 2099 cơ mà. Gì đây? Xin chào, tôi là Trung Si Van thuộc tỉnh Kyoto. Đâu ra đây? Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh nha. Ông mày đâu ra đây? Trời ơi, ôi chạy kinh vậy. Từ từ, cái đầu tiếp nào. Rồi, tôi là hạ sĩ thuộc bộ. Các cậu sao tới được đây? Rồi, không quan trọng. Các anh hãy cẩn thận và ghi nhớ những gì tôi sắp nói. Rồi, tiếp đi. Manh mối, tên chủ mưu không có một tên mà có hai tên. Có hai thằng chủ mưu các bạn ạ. Biệt danh hai tên đó là Vermao. Vermao đúng kiểu ở trong Conan này. Đúng rồi các bạn ơi, tên loại rượu. Tên tổ chức áo đen là tên theo loại rượu các bạn ạ. Vermao và gì đây? Hóa ra cái ông Jin. Tức là cái thằng Jin này. Cái thằng Jin này mà nó cấp trên của mình. Nhưng mà nó là kiểu, nó chính là cái thằng tạo ra virus Cotona này. Tức là thằng này âm mưu liên kết với tổ chức mafia đấy. Nó là, nó thuộc FBI nhưng mà nó âm mưu liên kết với cả thế lực áo đen các bạn ạ. Đó, thì ra là thế. Rồi, tôi hiểu sơ sơ rồi đấy. Bảo sao tự nhiên tên Jin mà làm trung úy hay là cái quái gì vớ vẩn. Từ khi nào mà Jin tổ mafia thành FBI các bạn ạ. Ok. Gì đây? Có cần gạt này. Đọc thông tin nào. Rồi, bây giờ chúng ta đi tìm cái thằng. Đi tìm Vermao. Vermao là con gái đúng không? Vermao là con gái đúng rồi, mình nhớ là trong Vermao là con gái. Để mình đi tìm Vermao với cả cái thằng Jin các bạn ạ. Ok. Lấy cần gạt này và tới chỗ ngôi nhà đổ nát. Ok. Tới chỗ ngôi nhà đổ nát và đập vào chô bờ lốc. Trời ơi, sao bị thiếu dấu nhỉ? Đây, giờ chúng đọc lại một lượt này. Lấy cần gạt này và tới chỗ ngôi nhà đổ nát và đặt vào chỗ có block vàng, sẽ thấy bức tường sự thật mở ra. Dạ rồi, cái map này như kiểu văn ấy các bạn ạ. Như kiểu viết văn ấy. Ok rồi. Ngôi nhà đổ nát, chắc cái này đúng không? Đây. Đây là ngôi nhà hoàn thiện, còn đây là ngôi nhà đổ nát, đây còn gì nữa? Chỉ có mỗi chỗ này thôi. Ngôi nhà đổ nát à? Block vàng à? Block vàng đâu? Đây. Đâu rồi, nhưng mà đặt đây à? Đâu? Thế thì đâu? Đây, ok, cánh cửa sự thật đây. Ok. Gì đây? Đọc tiếp lắm thư thế rồi. Cuộc thi viết thư các bạn ơi, đây là cuộc thi viết thư quốc tế à? Sao lắm thư vậy? Đứng trước kẽ vàng và đi 3 block và hãy đi vào hướng mà mặt trời và mặt trăng không bao giờ tới được. Ở bản đồ Midua, nơi mặt trời và mặt trăng không bao giờ tới được. Đừng tham lam, đó là cách sống của tu viện. Của viện tù. Ok, đừng tham lam này, gợi ý. Thấy ánh sáng của sự thật ở hướng phòng tù có dương. Phòng tù có dương. 2. Hãy nhìn vào bản đồ Minua và suy nghĩ lại manh mối. Nhớ đừng tham lam. Ok, rồi. Đây. Đứng trước vạch vàng, tiến 1, 2, 3 block. Ok. Nơi đi vào hướng mà mặt trời và mặt trăng không bao giờ tới được. Đây, trước mặt mình là hướng bắc. Gọi N là north, rất là bắc các bạn ạ. N là viết tắt của từ north trong tiếng Anh là bắc. Tức là phía tây sẽ là bên tay trái. Và hướng đông tức là bên tay phải. Mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây. Tức là nào? Đi vào hướng mà mặt trời và mặt trăng không bao giờ tới được. Ở bản đồ Minua, nhấn mạnh là ở bản đồ Minua cơ. Mà còn phải nhấn mạnh là ở bản đồ Minua nữa chứ các bạn ạ. Tôi cũng không nhớ mặt trời mọc ở hướng thế nào trong bản đồ Minua này đâu. Từ nào. Ok. Có hai căn phòng các bạn ơi. Rồi. Chúng ta có hai căn phòng. Từ nào, chúng ta nên đi căn phòng của ta. Căn phòng này có gì ấy? Ôi, căn phòng này có khủng long. Vậy là không đi được rồi. Vậy là chỉ còn căn phòng này thôi các bạn ạ. Ok, gì ấy? Đi lên ta sẽ cho một số tiền khá. Vơ vẩn, không tham lam đây này. Đây này, nhớ mạnh này, đừng tham lam. Ok, tức là không lên trên rồi. Gì ấy, mở cần gạt. Có cái dương. Cần gạt đây, ok, rồi. Tiếp, đọc tiếp thư lắm thư thế. Hỡi những kẻ không biết mặt trăng là gì, đó là những ước mơ của những kẻ sống ở một nơi
không có chăng? Cái tao nghe nó kiểu treo mắt lên đi đấy nhở. Gợi ý: một nơi không thấy mặt trăng, hai nơi âm u chỉ có một ngôi làng. Sao nghe nó phức tạp thế, tôi không hiểu lắm các bạn ạ. Tôi cứ lấy cần gạt tôi mở cửa đã là tính sau. Ok, từ từ đó. Từ từ cầm súng đã. Ê, mình thấy có quái bạn ơi, mình thấy có quái đã. Từ từ nào. Uầy, nhiều quái thế nhở. Ây dồi, u dồi, khiếp thật. Cái thư chú này càng ngày nó càng hại não các bạn ạ. Đâu cái gì đây? À, từ từ lưu đổi sinh não. Từ từ nào. Ui, có dương tiếp này, có dương tiếp cả ơi. Có dương tiếp này. Cái súng này bắn từng viên, nhưng mà chúng ta ấy, nếu như bắn nhanh ấy, bắn khá là nhanh mà này. Bấm này, bấm chuẩn liên tục luôn. Cầm cái khẩu này là chúng ta phải bấm chuột liên tục cả nhá. Ôi lại thư à, ôi dồi ôi. Cái này là tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế à? Nơi mà sẽ bắt gặp mặt trời lúc ban đêm. Sao lắm gợi ý thế? Ủa? Sao lắm gợi ý vậy? Mặt trời lúc ban đêm, gợi ý nơi mà giống mặt trời. Ủa? Mặt trời lúc ban đêm là gợi ý nơi mà giống mặt trời. Sao lại nơi ánh sáng nhiều nhất? Nơi ánh sáng... À đây rồi, thấy rồi các bạn ơi. Tôi thấy cái nơi có ánh sáng nhiều nhất rồi. À, tức là khả năng cao nó sẽ ở dưới hồ nước đúng không? Theo như mình suy luận là nó sẽ ở dưới hồ nước. Ok, để từ đã. Để mình kiểm tra lại đã. Ở đây có cái gì đây? Cái cửa này ghi gì đây? Tiêu diệt sát sống chạy kinh vậy. Sát sống này đánh võng kinh thế. Trời ơi, tổ lái ghê đấy. À, lên tầng từ từ đã. Cất bớt cái thư rồi đã. Lắm thư thế. Nãy giờ bao nhiêu cái thư ở đây? Sợ thật nào. Nơi ánh sáng nhiều nhất. À, kiểm tra dưới nước xem nào. Chắc là ở dưới nước thôi các bạn ạ. Đấy là theo như mình suy luận là như thế. Otoke. À đây thấy cái dương rồi. Phức tạp quá nhở. À đây lại thư à. Úi giời ơi, nhiều thư thế. Quá nhiều thư các bạn ạ. Lấy chìa này và đặt vào cửa và lên tầng. Hãy cẩn thận. Ok, biết rồi. Lên trên tầng và cẩn thận đúng không? Cẩn thận đúng không? Từ nào. Nạp búp á. Đây, cắn ăn gà này. Tăng sát thương tầm xa này, cầm sẵn súng này. Ok, rồi. Hui, MP2 đây. Không thế đâu, ủa. Có thế, à lại parkour à. Lại bộ môn parkour các bạn ơi. Ok. Gì đây, à cánh cửa này. Ô, hình như parkour trên này được này. Ô, ở trên này có đường các bạn ơi. Ô, hình như trên này có đường. Ôi, từ đã. Ôi, không lên à. Ok. Ô. À, cái đường này đường tắt cả đâu. Ok, đường này đường tắt. Còn bạn, à cái cửa ấy này. Ông nào muốn đi cửa thì đi cửa. Còn ông nào muốn an toàn thì lên trên này đứng này đó. Lên trên này bắn xuống này. Trời ơi, ai quy vô cùng cực các bạn ơi. Đứng đây bắn xuống luôn. Đứng đây tưới đạn xuống các bạn ạ. Dễ luôn, game lại dễ rồi. Úi trời ơi. Bác này chúng ta nên chơi một mình nhé. Thực ra chơi đông người cũng được. Nhưng mà tuy nhiên là nếu như chơi đông người ấy thì chúng ta chỉ nên chơi cùng người quen thôi. Bởi vì nếu như cái cần gạt ấy đặt lung tung hay là cần gạt cầm lung tung ấy, nó loạn lắm các bạn ạ. Đó, anh em nào chơi cùng bạn bè ấy thì nên chọn những người nào thân thiết để chơi ấy. Kiểu mở phòng liên thông chơi là toang đấy. Dễ mất cần gạt lắm. Để coi em nào. Lại thư, vâng. Đọc thư nhiều ấy nhở. Chiếc lá bình thường chiếm tỷ lệ nhiều, nhưng ở đâu đó có một cành vàng. Gợi ý: tìm cánh cửa trong phòng này. Lá vàng. À rồi, thấy ở đây. Ok, tôi thấy có lá vàng ở đây. Ok, rồi. Đây, khá là dễ mà. Ok, lá vàng. Xem, hay đấy. Mát này, ui ơi. Đã trang bị xích giáp của kinh mới. Wow, bây giờ chúng ta còn lên đời xích giáp luôn các bạn. Ok, để mình bỏ mấy đồ đã. Nhiều đồ quá cả nơi. Rồi, vậy là chúng ta có xích giáp rồi. Cái gì đây? Oh, nể xuống dưới à? Từ từ nào, nguy hiểm đấy nhở. Trông có vẻ nguy hiểm đấy. Hey, FBI đây. Ôi dồi, mất máu nhỉ. Ủa, hey, nảy xuống mất máu thế thì cho cái ô nước làm quái nhở. Nảy xuống vẫn mất máu các bạn ạ. Rồi, thế nào, đi đây. Lắm quái thế. Bình tĩnh nào các bạn ơi. Nhiều quái thế nhở. Ôi gì đây, ông nào đây. Ôi Gin này, ôi thằng Gin này. Ôi thằng kẻ chủ mưu này. Ôi, mình tìm thấy thằng Gin rồi các bạn ơi. Ngon luôn. Ôi dồi, lại virus gì đây. Ôi, sao bị làm chậm vậy. Ủa, ui, có con gì kia, what the hell, có con gì kia. Con này con nào đây, what the hell, con này con nào đây. Từ từ, bị làm chậm. À, con này là con vừa mau đây, ok. Con này là con vừa mau các bạn ơi. Này thì vừa mau, ok luôn rồi, bị làm chậm các bạn ạ. Để cắn búp ra, từ từ nào.
gì đấy, lên trên này, à lên, lên trên này, rồi lên, lên là vẫn còn virus kìa. Ok, lấy cần gà rồi sao nữa, lấy cần gà rồi làm gì nữa, này bắn này, bắn này, virus, virus này. Chuyện map này cũng không quá khó đâu các bạn ạ, cái này mình thấy cũng bình thường, mình thấy không khó lắm. Ok, chơi bộ đấy chứ, có cốt truyện các kiểu con đà điểu luôn. Cái gì đây đâu ơi, à đây có cửa, có cửa, có cửa đấy các bạn ơi. À có ông già gì đây, à thằng Gin, ủa tôi tưởng tôi vừa tiêu diệt thằng Gin rồi mà, ơ lại có thằng Gin tiếp à. Nào nói chuyện đúng không, công sức của ta liên quan các con của ta, đầu hàng đây, đầu ta đầu hàng. Ơ rồi, lý do hả, ta muốn khởi động lại thế giới, liên quan nghe chả liên quan gì cả, các ngươi chỉ biết đến tiền bạc và danh tiếng mà thôi. Chả liên quan, tôi nghèo rất buồn tơi, tiền đâu ra. Ta tạo ra con này nhưng có lẽ nó đi quá xa ý, cả ông này tạo ra virus rồi. Ok, trước khi ta rồi ta xin lỗi các ngựa, ủa hãy lấy cần gạt và mở cửa sẽ giải thoát cho các ngươi và con. À trời ơi, và con virus này sẽ biến mất. Thật yêu ơi, cái cuộc hội thoại nó hài não quá, kiểu nó bị giới hạn dòng chữ các bạn ạ, nó bị giới hạn dòng chữ ấy. Rồi mày thì này virus này, tạo virus này, ơ không giết à, ơ hình như là không giết ông này các bạn ạ, ông bất tử rồi sao ấy, kệ đi. Ok để coi em nào. Giải cứu rồi, nhìn điêu nữa, tôi nghĩ là bị lừa lắm, nhìn nghi lắm. Thắng thật này, chắc là thắng thật các bạn ạ. Ok rồi. Nói chung là cái map này cũng được, vì thế là cốt truyện các kiểu cũng hay. Map này có tên là Sứ mệnh FBI 0.1 của bạn tên là Cậu Bốn Mắt, ID là 108, chính xác là 8200076027 các bạn nhá. Được đấy, mình sẽ đề cử map này các bạn ạ. Mẹ nào để bật tiếng Việt đã, mở tiếng Việt lên đã các bạn ơi. Map này mình thấy nó cũng được, cũng không khó mà không dễ đâu, chung cũng khá là ok đấy. Tôi thôi là nên build cái vũ khí nó xịn xịn hơn một chút, và nên build cái mô hình gọi là như nào nhỉ, build cái mô hình nhân vật thì nó đẹp hơn, thay vì để cái nhân vật NPC kiểu skin tất kiểu nó không hay lắm các bạn ạ. Map chơi khá ok, có cốt truyện, map rộng, tuy nhiên nên đầu tư build NPC riêng thì sẽ ok hơn. Chấm chúc mát sẽ có được nhiều lượt tải nhé. Tìm ok, bạn nào mà lười tìm ID map ý thì cứ vào thẳng trang cá nhân của Mèo Béo đó, chọn phần map đánh giá các bạn nhá. Ok, thì video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn thấy video là hay và thú vị, đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với các bạn bè, và đừng quên nhấn đăng ký vào chuông đăng ký ủng hộ Mèo Béo các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.